Thưa quý vị và các bạn, vào ngày hôm nay tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2012 và đề ra phương hướng và nhiệm vụ trong năm 2013 với sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương. Cùng dự có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Đại tướng Phùng Quang Thanh nêu rõ mục đích, tầm quan trọng của hội nghị Quân ủy Trung ương lần này, đồng thời nêu rõ 10 nội dung trọng tâm, những vấn đề cơ bản để các đại biểu tham dự thảo luận, xây dựng quyết nghị, kết luận và thông qua quy chế, quy định nhằm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng trong năm 2013 và những năm tiếp theo. Dự và chủ trì hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương nhất trí với dự thảo nghị quyết của Quân ủy Trung ương. Đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu Thường vụ Quân ủy cần đổi mới việc chuẩn bị dự thảo nghị quyết theo hướng ngắn gọn, khái quát, làm nổi bật những nét đặc thù, những điểm mới tác động đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tổng Bí thư đi sâu phân tích tình hình trong nước và quốc tế, những thuận lợi khó khăn trong năm 2013, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung lãnh đạo, tăng cường nâng cao trang bị sức mạnh chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, làm tốt hơn nữa công tác đối ngoại quốc phòng, tiếp tục giữ mối quan hệ giữa quân đội, công an, ngoại giao, chỉ đạo xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng an ninh vững chắc, không ngừng nâng cao tiềm lực quốc phòng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận và thống nhất đánh giá năm 2012, Quân ủy Trung ương và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã có nhiều đổi mới, sâu sát, hướng về cơ sở, triển khai toàn diện và hoàn thành tốt các mặt công tác quân sự, quốc phòng và xây dựng đảng bộ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là quân đội đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước về tăng cường quốc phòng và tiềm lực quân sự, công tác quản lý và xử lý các vấn đề liên quan đến quốc phòng, quân sự, công tác sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng xử lý kịp thời các tình huống, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vùng trời và biển đảo của Tổ quốc, công tác xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, công tác trang bị đối với hải quân, phòng không không quân, thông tin và cảnh sát biển, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, công tác dân vận, chính sách và bảo đảm đời sống bộ đội. Lãnh đạo chỉ đạo sinh hoạt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 chặt chẽ, nghiêm túc, đạt được kết quả bước đầu, tạo niềm tin cho cán bộ chiến sĩ. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo quân đội tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt và trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội luôn được giữ vững, củng cố và tăng cường. Nhìn chung, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên được nâng lên. Toàn quân luôn ổn định, cán bộ chiến sĩ luôn kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của nhà nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Năm 2013, Quân ủy Trung ương tiếp tục lãnh đạo toàn quân, quán triệt và thực hiện tốt nghị quyết đại hội lần thứ 11 của Đảng và nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 9. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ quân đội, triển khai toàn diện và làm chuyển biến mạnh mẽ các khâu đột phá quan trọng về điều chỉnh tổ chức biên chế quân đội, huấn luyện và đào tạo, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật của bộ đội và cải cách hành chính, tăng cường sức mạnh quốc phòng, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xử lý thắng lợi mọi tình huống, làm nòng cốt bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội của đất nước và môi trường hòa bình, xây dựng bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 16 tháng 12, Hội nghị Quân ủy Trung ương tiếp tục thảo luận thông qua kết luận về tăng cường sự lãnh đạo, công tác kỹ thuật trong tình hình mới, thẩm quyền thi hành kỷ luật Đảng, đề án đổi mới, sắp xếp và phát triển các doanh nghiệp quân đội đến năm 2015. Ngoài nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2013, hội nghị sẽ tập trung thảo luận xây dựng nghị quyết về nâng cao chất lượng huấn luyện trong tình hình mới, công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong quân đội, xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.